thưa quý vị, nữ ca sĩ Emmy Tiên. Tiền đâu? Tiền gì cưng? Vậy tôi hỏi nè, cô có trả không? Come. Come on nè. Mẹ nó. Thích mày. Vì con mũ ca sĩ hết thời để chơi tao. Vô dụng. Ngay lập tức. Việc tìm mọi cách lôi cổ hai cô đàn bà đó ra cho tao. Có một kia. Đấy. Dừng lại. Thôi đừng thoát ra tôi. Không ngồi để bên lại. Nó mày chết. Cô anh hùng quá mà. Tôi kêu cô chạy ra ôm chúng thôi. Để tôi chạy. Tự nhiên cái đương đầu vô cho chúng đập. Nếu mà tôi không tới cứu cô á thì đâu còn mạng đứng đây đâu. Cô có sao không? Đại ca muốn gì? Bằng mọi cách giết hai con đàn bà đó cho tao.